Đẹp đẹp. Ôi chị Ngọc đứng lên luôn vậy. Ngọc đứng lên luôn vậy. Yeah. 14, 11. Đừng ấy, đừng quán được. Đừng quán được. Đây là trò chơi mà chúng ta đã từng chơi. Trời anh Giang ơi, hôm nay anh Luật bị cảm rồi, thổi là anh thổi cái gì vô mặt em nói gì à, Ngọc. Anh Luật bị số mũi. Số mũi thổi vô mặt tụi em. Chúng ta sẽ chia làm hai đội. Mỗi đội sẽ có hai người chơi và một người dự bị, có thể thay bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Thời gian chơi là chúng ta có hai hiệp, mỗi hiệp là 3 phút. Sau hai hiệp, đội nào có tổng tỷ số cao hơn, rồi đó thắng. 3, 2, 1, go. Rồi. Thổi hay lắm. Bật lên đừng có chân trừ, đừng có chân trừ. Cái lưỡi á, đây cái lưỡi á. Đừng có chân trừ, đừng có chân trừ. Ừ. Đây cái lưỡi. Đừng, 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 đúng rồi. Đây cái lưỡi. Quắt cái đầu qua, quắt cái đầu qua. Rồi, vẫn còn, vẫn còn. Trời ơi, trời ơi. Đúng rồi, vô, đúng rồi, vô, vô. Vô. Kệ nó qua rồi, qua bên đất là kệ nó. Đúng rồi Vinh ơi, thổi vô luôn. Chà trời, con nước miếng không à. Tiếp tục. Trời ơi, nước miếng ghê quá à. Nước miếng không à. Đi vô mấy con quá trà. Chuỗi quá. Bỏ đi, bỏ bánh đi. Chuỗi quá. Yeah. 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 Hay quá Luật ơi. Đúng rồi Nghị ơi, Nghị. Nhiều lắm. Nước miếng không à. Đổi Luật đi. Hai đổi. Chờ nó phải đâu quá. Trời ơi. Chết á. Trời ơi, bước hết mặt rồi. Ghê quá. Ghê quá. Ghê quá. Chết tôi rồi. Đừng thổi, đừng thổi, kệ vậy. Ghê cái đầu qua. Thổi đi, thổi, 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 thổi. Từng bóng ra luôn, từng bóng ra luôn. Ghê quá. Lấy cái lưỡi đẩy ra. Trời ơi, anh mà sợ dơ là chết rồi. Yeah. 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 6-1. 6-1. Tiếp luôn. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ văn luôn. Bỏ đi. Nữa. Nữa. Rồi
ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Bảy rồi, vô lưới rồi. Bảy một. Đó, đố anh vô được nè. Thầy Quán ơi, quả đầu luôn, quả đầu luôn. Quả đầu luôn. Cú đánh đầu xuống đất xuống lực. Vô. Ướt dẹp luôn kìa. Vô tiếp. Đúng quá. Ướt dẹp luôn. Yeah. Yeah. 6-2. 7-2 rồi. Ủa 7-2 rồi. Em với Ngọc không dám chơi luôn á. Vậy ơi, vô không? Sâu quá, sâu quá. Chơi đừng sợ, chơi lên, lên. Lẹ nghỉ, lẹ nghỉ, nghỉ. Đừng. Lựa đây nào. Còn lên. Còn lên. Trời ơi. Còn lên. Trời ơi. Còn lên. Trời ơi. Trời ơi. Sàn ngang, sàn ngang, sàn ngang. Lên. Lên. Trời ơi, World Cup năm nay có đẹp một chưa anh? Có đẹp một chưa? Bung bung, bung bung anh. Lấy tay ra. Nguy hiểm quá. À! Rồi, bung đi, bung đi. Cái gì? Có lên, có lên. Yeah, có lên. Yeah. Nước miếng không à? 8-3. Cố lên, 8-3 rồi. Ê quá. Bung lên, bung lên, bung lên, bung đi. Yeah! 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 9-3. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 9-3 nghiêng về Tiến Luật và Thúy Ngân. Bây giờ là hiệp 2. Lao cái này cái dơ quá hả? Trời ơi! Nước miếng anh thôi. Đồm luôn rồi kìa. Cục luôn á, trời ơi. Ê, ai dơ quá kìa. Ê, Ngọc chưa gì nó đá vô, đá vô. Bụng tôi à. Hiện tại tỷ số đang là 9-3. Cho hai tụi em đứng chụp thủ môn được không? Không. Hỏi kiểu đó thứ gì chịu nổi. Trời ơi, ai vậy? Ai vui mặt nha. Bỏ bạch. Đúng rồi. À đúng rồi nghỉ. Yeah. 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 9-4. Đúng rồi anh Lương. Đúng rồi, chết rồi, vô cái miệng đó. Yeah. 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 9-5. Đừng hỏi, đừng hỏi. Đừng hỏi, vậy thôi khỏi hỏi, cho hết giờ luôn. À. Ai? À, hên hên hên. Yeah. 15. Có thổi rồi, có thổi. Đúng rồi anh Lương, đúng rồi anh Lương. Thầy quá được. Đúng rồi anh Lương. Thầy quá được. 16. 16. Ráng lên. Hay quá. 17 ráng lên. Sao giờ bị vậy? 17 ráng lên. Sao giờ bị vậy? Ráng lên á. Đúng rồi Ngọc ơi. Cho anh chia, cho anh không được. Anh truyền cho anh suốt nha. Đúng rồi, truyền qua cho anh nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi cho. Thôi luôn, thôi luôn, thôi luôn. Thầy lắm, qua đây Ngọc, Ngọc, Ngọc qua đây. Đúng rồi, ngậm luôn Ngọc. Sao bà Ngọc sử dụng vai đồ quá trời vậy? Thầy quá Ngọc ơi. Trời ơi. Chị dạ thổi chị dạ không thổi chị dạ thổi á đừng đừng tính tính ngậm hay quá Ngọc ơi hay quá Ngọc ơi thổi phụ hay quá Ngọc ơi 17 18 17 ráng 19 thổi cùng 20 hả 19 20. Trời ơi trời ơi. Ôi đeo. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. 11 10. Đừng đừng nghỉ. Hay quá. Đừng hỏi quanh luật. Hay quá Ngọc. 12-10. Nhớ vậy. Hay quá. Em phải thổi. Ngọc có thổi em phải thổi luôn. Có thổi em phải thổi luôn. Em thổi được. 13-10. Thổi lên được. Em thổi như bạn đổi không vậy? Đổi rồi. Đổi rồi.
14, 10. Đỡ người, đỡ người. Dạ đó, hỏi vô mặt tôi không. À dạ. Trời ơi, mà dạ. Rêu rêu. Tôi cần. Để em, để em. Ôi vậy Ngọc đứng lên luôn vậy. Ngọc đứng lên luôn vậy. Yeah, yeah. 14, 11. Đừng ấy, đừng quá anh luật. Đừng quá anh luật. Yeah. Yeah. 14, 12. Hay quá mà thôi. 15, 12. Không chấm. Đạn lưỡi ra, đạn lưỡi ra. Nào. Trời ơi. Ơi. Quay không, 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 lẹ lẹ không. À, ừ. Đừng đừng nghĩ, đừng nghĩ, đừng nghĩ, đừng nghĩ, đúng rồi. Người ơi, cố lên nghĩ. Cố lên nghĩ. Yeah. Cố lên nghĩ. Yeah. 16, 12. Nghĩ. Nghĩ. 16, 13. Ai, ai giữ lại, giữ lại, giữ lại. Giữ lại chứ biết không à. Trời ơi. Trời ơi. Không, mình 16 mà. 16, 13. À, 16. Mình 16. Hay quá mà thôi. Anh nhớ. Anh vừa vừa hỏi lại nha Vinh. Cái gì vậy? Ôi. Anh Vinh nha. Đợi quá đây. Đừng, đừng, đừng. Anh Vinh nha, anh Vinh nha. Cái đó là nhất trong cái đầu. Đúng rồi. Màu hồng, màu hồng. Ê. 18, 13. Đẩy cái người, đẩy cái kìa. Anh Vinh nghiêm quá. Vinh, đừng Vinh. Anh đang ngang quá Vinh ơi. Không tính nha. Đúng rồi nhỉ. 18, 13. Hết giờ rồi Ngọc ơi. Hết giờ rồi. Hết giờ. Học chơi quá hay luôn. Sau 2 hiệp chơi, tỷ số là 18-13. Hay chưa? Nghiêng về Xuân Nghị, Chú Thí Vinh và Lan Ngọc. Ở trò chơi này họ lại thắng 3-0 trọn vẹn. Bạn ơi, từ đầu bạn xem có thể mọi người có thể thấy là tôi ghi được bao nhiêu trái không ạ? À? Đa phần những cái trái banh mà bò lưới là do tôi ghi. Dạ. Từ lúc mà thay cục tạ Lâm Vĩ Dạ vô. Mọi người thấy thế nào ạ? À? Em liên tục ghi bàn, em liên tục ghi bàn luôn. Nhờ vào cú thổi chéo của chị Dạ mà em cục cái là vô. Đúng rồi, nhờ chị Dạ mà trái banh nó đi vô giữa. Đúng. Tuyệt vời luôn. Thổi bóng không thổi, thổi vô mặt đồng đội không? Không hiểu được. Nói gì nữa, hôm nay là một ngày đại bại cho đội Tiến Luật. Yeah. Wow. Đáng lẽ là hiệp 2 phải đổi sân.